Chào mọi người nha. Thì sau một vụ hôm qua, đợt này mình trồng giống mới đó, mình đây giống ăn phố nông Apollo 18 đó. Thì sau một vụ mình trồng á, thì mình thấy cái giống này thì nó không im. Mà nếu các bạn nào có trồng á, hôm qua bạn nên kiếm giống khác, án vàng thôi, của Pinot gì đó thôi, thằng ấy chứ không thôi đừng, mấy bạn đừng có chọn mã số 18. Đây mình trồng thấy giống này thấy nó không đạt rồi. Thì hôm qua này thì nói chung nó bẻ cũng còn trái nha các bạn. Này mình bẻ 10 bữa nữa cũng không sao đó. Nhưng mà trái giờ thì nó qua dạt nhiều rồi. Một cử bẻ thì mình cũng bẻ, nếu mà hết này mình bẻ cũng một ngày cũng được giá 5-6 bọc, 5-60 kg. Nhưng mà mình không có căng lái nữa, mình giờ mình chuyển qua mình bán lẻ, bởi vì mình để cho nó có trái. Tại vì đồng này thì nó xả đê rồi, nó đâu có, mình đâu có cần, đâu có trồng gì nữa đâu. Thấy trái không? Còn trái nhóc chứ đó, mà trái nó không được lớn thôi. Nhưng mà cái giống này nó dở lắm mọi người. Đậu trái rất là nhiều nhưng mà nó nuôi không nổi, ý là mình trồng thưa gì đó mà nó nuôi không nổi đó. Các bạn nên chọn giống của phú nông, nhưng mà ăn phú nông nhưng mà giống khác. Bây giờ nó nhiều giống quá, mình trồng mình lâu lâu mình trồng lại lần cái nó, mình không biết đường giống, tính giống này trái dài nó sẽ năng sức nó cao, mà rốt cuộc là nó không im. Trái nó dài nó bị mốp, nó bị giấy trơn mà trái nó không được đạt. Tại vì nó không lớn như người ta, nó không mau lớn, nó lâu lớn nữa. Với nó bệnh, quá bệnh. Các bạn trồng bạn kiếm giống nào kháng bệnh chút. Thì hồi đó mình trồng giống án vàng không à. Nhưng mà mình nghe đồn án vàng nó, nghe người ta đồn không im im, cái mình không có trồng, bởi vì mình trồng thử thằng Apollo này, Apollo 18. Giống mới nè, giống này nó mắc tiền nữa chứ không phải rẻ. Thì mình trồng theo một vụ đó thì mình rút cái kinh nghiệm là bạn nào nên có trồng hôm qua, bạn nên chọn giống khác, đừng có chọn giống Apollo 18 của An Phú Nông. Với nói chung đó, các bạn chọn giống đó, bạn tùy theo mùa nữa, chứ không phải mà mùa nào cũng giống này nó trúng đâu. Nó nhiều mùa thì phải nhiều giống rồi, một thằng nó có ưu điểm khác nhau của nó. Thôi chào tạm biệt các bạn.